Nhà đất Hằng đây, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Lời nói trước tiên thì Hằng đây xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều. Các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem ủng hộ video của em. Và em xin kính chúc gia đình mình đón chào năm mới 2023 tràn đầy sức khỏe cũng như là an yên, hạnh phúc, vạn sự như ý và mọi điều hạnh thông nha cả nhà. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng đây đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Khối giao với ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, sát bên Cityland Nguyễn Văn Lượng luôn, để gửi khách hàng mình một căn biệt thự villa phố góc hai mặt tiền đường ngay khu nhà hiện hữu hết rồi, vô cùng đẹp luôn á. Đó, trước khi giới thiệu sơ lược về ngôi nhà, Hằng đây sẽ mời khách hàng mình cùng em chúng ta quan sát trục đường phía trước nhà nha. Ngay khu nhà toàn là nhà phố và biệt thự cao cấp không thôi. Đường trước nhà của mình thì hiện hữu rộng từ 6 cho đến 8 mét. Hai chiếc xe ô tô xe tải chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn nha. Khu này thì quý khách hàng có thể là vừa ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh showroom, spa, shop thời trang hoặc là cơ sở giáo dục y tế cũng được luôn á. Nhà mình thì cách mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối chỉ 40 mét di chuyển thôi. Khu này thì chúng ta có camera khu phố rồi, rất là an toàn khách hàng mình khi mà an cư sinh sống nha cả nhà. Em đi dạo quanh một đoạn để chúng ta cùng tham quan nè. Đối diện nhà mình thì có những căn biệt thự, nhà vườn cũng như là nhà phố cao cấp không á. Đó, hàng xóm thân thiện rất là an ninh luôn. Căn này mà chúng ta mua về kết hợp vừa ở vừa mở văn phòng công ty thì phải nói là vô cùng thích hợp luôn á. Khu nhà này toàn là nhà đẹp không thôi. Và căn villa phố góc hai mặt tiền đường hôm nay Hằng đi giới thiệu có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn nha. Cùng em chúng ta ngắm nhìn từ phía bên ngoài nè cả nhà. Được gia chủ thiết kế theo kiểu kiến trúc biệt thự góc hai mặt tiền đường villa phố, kết cấu chuẩn là một trệt ba lầu. Căn góc cho nên là mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công kết hợp với ô cửa sổ ở bên ngoài nè. Nhà mình bên trong thì rất là thông thoáng luôn. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 20m. Nhà thì thuộc hướng chính là hướng chính đông và hướng chính bắc nha cả nhà. Phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch cũng như các hướng là hướng đông nam. Đó, cùng em chúng ta di chuyển để tham quan nha. Mình có hai lối cửa ra vào, cửa chính và cửa hẻm hậu bên hông nè. Em đi dạo một đoạn để chúng ta cùng xem. Ngôi nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu thì với công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên gồm 4 phòng ngủ master, trong đó thì chúng ta có phòng xông hơi, phòng karaoke cũng như là phòng xông hơi với sức chứa lên tới 12 người, rất là thoải mái luôn nha, rất là to luôn cả nhà. Và gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán là hạ giá bán gấp thôi, chỉ còn 12 tỷ 450 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình nữa. Vàng đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Đó, mình có hai lối cửa ra vào, lối cửa thứ nhất nè, lối cửa thứ hai. Đó, đậu bên trong nhà thì đậu một chiếc xe ô tô 4 chỗ thì một chiếc 7 chỗ cũng rất là thoải mái luôn á. Bên ngoài thì mình tha hồ đậu xe luôn nè. Nhà mà mở văn phòng công ty thì mình đậu xe phía trước cũng rất là được luôn. Đây, mình có lối cửa chính đi vào nè cả nhà. Lối cửa chính thứ nhất nè. Và lối cửa thứ hai bên hông nha. Đó, lối cửa thứ hai đây. Nhà thì chỉ hơn 12 tỷ một tí thôi, có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn á, rất là thuận tiện khách hàng khi mà an cư sinh sống nha. Thôi mà cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Đây, em sẽ di chuyển bằng cửa này nha. Đó, nhìn từ phía bên ngoài thì gia chủ mình trang bị một lớp cửa sắt 4 cánh nè. Bên cửa bên kia thì mình trang bị là lớp cửa cuốn nha cả nhà. Em di chuyển vào bên trong, khoảng không gian khu vực phòng khách, mặt tiền dùng để kinh doanh hoặc là khu vực ra ô tô của gia đình mình. Tại đây đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Bên dưới thì chúng ta lót gạch 80-80, gạch bóng kính chống trầy chống chân trọt luôn. Hai phía bên thành tường của mình thì được gia chủ mình ốp gạch kết hợp với tranh treo tường cũng như là những cái bức tranh trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó, không gian khu vực phòng khách của gia đình mình rất là thông thoáng luôn cả nhà. Nhà rất là mát luôn, thuộc hướng chính là hướng đông và hướng bắc nha. Đó, từ khoảng không gian này mình nhìn ra mặt tiền chính phía trước đây. Ở đây thì được gia chủ mình có thiết kế một cái quầy kệ trưng bày đó, một bức tranh phong cảnh nè, có những cái chú hu nhìn rất là hay luôn, bức tranh phong cảnh thiên nhiên. Hằng đi di chuyển tiếp tục vào bên trong, được gia chủ thiết kế nằm không gian khu vực thang máy di chuyển nha cả nhà, thang 450 kg. Đó, tại không gian khu vực tầng trệt của mình, phía sau thang máy thì được gia chủ thiết kế làm thang bộ nè. Thang bộ thì mình ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nha. Phía sau khu vực cầu thang của mình thì được gia chủ thiết kế làm toilet sử dụng tại tầng trệt.
nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho khách khi đến chơi nhà cũng rất là thuận tiện luôn. Bồn vệ sinh nè, gạch ốp phun trần hết rồi. Đó. Đối diện này thì gia chủ mình có thiết kế một cái tấm trương soi trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Đây, cùng em chúng ta di chuyển về phía bên dưới ngôi nhà nha. Được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng bếp nè, nằm ở cuối nhà. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có bộ bàn ăn, 8 ghế, kèm kệ tủ tivi, tivi, tủ lạnh, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Không gian khu vực phòng ăn phải nói là quá đẹp luôn cả nhà. Gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ là gỗ đỏ. Đây nè, phía này thì mình có ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài luôn nha. Đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Mình mở cửa ra thì rất là thông thoáng luôn. À, hệ tủ bếp của mình đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có lavabo đun sôi, bồn rửa tay cũng như là vòi rửa chén nè, kèm bếp âm mặt đá, máy hút mùi đầy đủ luôn nha. Đây, em di chuyển đi, chúng ta cùng tham quan đa dạng góc luôn. Căn này thiết kế cũng rất là xinh luôn á, cho nên em sẽ quay kỹ để chúng ta cùng tham quan nha cả nhà. Đó, như một căn biệt thự vậy đó, mà giá bán chỉ bằng một căn nhà phố thôi. Đây nè, lavabo đun sôi đầy đủ luôn. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được luôn nha. Đó. Và cùng Hằng đi, chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Nhà phải nói là góc nào cũng đẹp hết á. Căn này mà chúng ta mua dành cho ông bà lớn tuổi mình nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Giá bán chỉ hơn 12 tỷ một tí thôi, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình nữa. Đây, em di chuyển ra phía trước để chúng ta cùng ngắm nhìn là một lần nữa nha. Bà Hằng Ni sẽ di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để chúng ta cùng tham quan. Em sẽ đi bằng thang máy để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong không gian khu vực thang máy nè. Thang này thì mình nặng 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người nha cả nhà. Thang bóng kính. Thôi, cùng em chúng ta di chuyển vào bên trong. Căn nhà kết cấu chuẩn là một trệt 3 lầu lận. Mình có tầng trệt nè, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Hằng đi sẽ di chuyển lên lầu 1 nha. Đó, thêm 450 đây. Thang máy Fuji nè. Đó, thang rất là rộng luôn á. Không gian khu vực lầu 1 thì được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ master, phòng nào cũng rất là rộng luôn, ngay căn góc hai mặt tiền đường, cho nên là mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Hằng đi đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên. Mỗi phòng đều có thiết kế toilet riêng biệt hết rồi. Mình có bồn tắm nằm nè, lavabo đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần luôn. À, rất là sang xịn luôn nha. Bên trên trần của mình á, không gian khu vực toilet gia chủ cũng rất là chăm chút luôn cả nhà. Mình có trần chìm giật cấp hình hoa văn nè, có đèn chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Những cái mảng tường của mình á, thì gia chủ mình ốp gạch xong sau đó mình có những cái phiêu chỉ màu vàng làm điểm nhấn luôn á. Đó, bật đèn lên nha. Và đây, không gian khu vực phòng ngủ phía trước đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, tivi, bàn trà, kèm ghế ngồi, rèm màn cửa, ô cửa sổ lớn chỗ ra bên ngoài. Đó, ô cửa sổ lớn đây. Phía trước thì có cây xanh luôn, nhà mình rất là mát luôn á. Đó, máy lạnh riêng biệt cho mỗi phòng luôn, tủ quần áo đầy đủ hết luôn nha. Gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ là gỗ đỏ, tặng lại toàn bộ cho cái này mình khi mua luôn. Em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ hai để chúng ta cùng tham quan nha các nhà. Phía bên hông ngay phía khu vực tủ quần áo á, cũng được gia chủ thiết kế có một cái ô cửa sổ nè, chỗ ra bên ngoài. Bên dưới gạch của mình nè, gạch bóng kính, thiết kế rất là nét luôn á. Đây, cửa ra vào nè. Cửa này là cửa nguyên khối nha. Và khoảng không gian khu vực chiếu nghỉ của mình cũng được gia chủ mình ốp những cái tấm rương trang trí làm điểm nhấn luôn, kèm mà bức tranh trang trí nè. Đó, bên trên trần nè, trần chìm giật cấp có những cái đèn chùm nhỏ nhỏ chiêu gọi xuống, nhìn nhà rất là ấm và sang luôn á. Hằng đi tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Phòng ngủ thứ hai thì chúng ta cũng có không gian khu vực toilet riêng biệt luôn á, bồn tắm nằm, lavabo đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, ô cửa sổ chỗ ra ngoài, gương soi nè, kèm giá treo đồ đầy đủ luôn, gạch ốp phun trần,
Phòng này gia chủ mình có trang trí một cái tấm mảng tường ở đây nè cả nhà, hoa văn hình khác làm điểm nhấn cho không gian khu vực phòng tắm á. Em tiếp tục di chuyển vào bên trong, mình có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, tủ quần áo, bàn trà, ghế ngồi đầy đủ luôn, máy lạnh riêng cho mỗi phòng hết rồi, cũng như là mình có ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài, có những cái khung sắt bảo vệ rất là kiên cố luôn rồi nha. Tủ quần áo, tủ để đồ nè. Hằng đi mở thử một cánh để chúng ta cùng xem nha. Ở bên trong là chất liệu bằng gỗ, có thanh chiều đồ đầy đủ luôn á, còn chất liệu này bằng kính nè, khung bao bọc bằng gỗ nha. Đó, tivi đầy đủ hết rồi, bàn học, bàn trang điểm, đầy đủ cho cái thang mình khi mà an cư sinh sống luôn. Ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài nè, có những cái khung sắt bảo vệ rất là kiên cố luôn rồi. Giường ngủ, hệ tủ táp đầu giường. Mảng tường của mình thì được gia chủ thiết kế theo kiểu tân cổ điển á cả nhà. Ở đây là mình sơn cái sơn tường màu trắng nè. Ở đây thì mình có những cái phiêu chỉ làm điểm nhấn, xong rồi sau đó bên trong á mình dán cái dán tường trong tông là màu kem nha. Đó, xinh gì đâu luôn á. Nhà đã được gia chủ mình trang bị hệ thống camera rồi, rất là an ninh an toàn những hàng khi mà an cư sinh sống luôn. Hàng đi tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nha. Ngay phía cầu thang để di chuyển lên lầu 1 thì được gia chủ mình ốp những cái làm nhựa dạ gỗ nè cả nhà, ốp lên cao khoảng chừng 1 mét. Còn tiếp tục di chuyển lên trên nè, lên trên đây thì gia chủ mình đổi hẳn ra mẫu thiết kế khác nè, mình đi phiêu chỉ xong sau đó là đây, để Hằng đi dòm lại gần chúng ta cùng xem nha. Mình dán cái dán tường ở mảng tường bên trong làm điểm nhấn cho ngôi nhà đó, chúng ta có thấy là khác biệt không? Ở đây thì mình ốp làm nhựa gỗ nè, ở đây mình trang trí khác một tí. Ngay phía khu vực cầu thang của mình á thì gia chủ mình có thiết kế ô cửa kính chỗ ra bên ngoài cho nên là đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nha. Đó, chiều chưa, như một căn biệt thự vậy đó, mà giá bán chỉ bằng một căn nhà phố thôi, hơn 12 tỷ một tí thôi đã sổ căn nhà này rồi. Em tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nha cả nhà. Cầu thang uốn lượn nè, đi cũng rất là đều chân luôn, rất là thoải mái luôn á. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2, được gia chủ thiết kế ra 2 phòng ngủ. Phòng phía trước và phòng phía sau y chang tầng lúc nãy Hằng đi quay luôn vậy đó. Đó, mình có một cái bức tranh trang trí làm điểm nhấn tại khu vực này. Hình ngôi nhà nhìn rất là yên bình luôn nè. Em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ 3 nha cả nhà. Thang máy và mình di chuyển phòng ngủ thứ 3 nằm ở phía trước, cũng có toilet sử dụng riêng luôn. Đây, toilet thì cũng đầy đủ các trang thiết bị rồi. Mình có bồn tắm nằm nè, lavabo đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần luôn á. Không gian khu vực toilet thì gia chủ thì có thiết kế một cái ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài để sáng cho ngôi nhà nè. Và bên ngoài không gian phòng ngủ, chúng ta có giường ngủ nha, kệ tủ tivi, tivi cũng như là máy lạnh riêng cho mỗi phòng, tủ quần áo đầy đủ hết rồi, tivi treo tường đầy đủ luôn. Phòng này cũng giống y chang tầng bên dưới luôn vậy đó, cho nên thằng này sẽ lia máy nhanh nha cả nhà. Mình có rèm màn cửa hai lớp chỗ ra bên ngoài đây. Đó, cửa của mình nè, ô cửa sổ nha. Ngay mảng tường khu vực giường ngủ của mình thì được gia chủ mình ốp những cái làm nhựa gỗ làm điểm nhấn cho ngôi nhà cả nhà. Nhà thì ngay vị trí trung tâm trục đường Thống Nhất, giao với đường Nguyễn Văn Lượng, ngay sát bên Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng luôn. Chúng ta di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Ngay vị trí này thì mà mình đi về quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận rất là gần luôn nha. Hàng đi tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau để chúng ta cùng tham quan nè. Ô cửa, những cái khung bao bọc nè, làm điểm nhấn nhìn rất là nét luôn á. Có những cái hình điêu khắc á cả nhà, đẹp gì đâu luôn á, nhà này phải nói là quá xinh luôn. À, như một căn biệt thự gỗ mà giá bán chỉ hơn 12 tỷ một tí thôi, mình mua về cho ông bà cũng như là gia đình mình an cư sinh sống và lập nghiệp nha. Phòng ngủ thứ tư của gia đình mình cũng có toilet sử dụng riêng luôn á. Bồn tắm nằm là lavabo đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần luôn. Bên trên trần của mình là có trần chìm giật cấp là kết hợp với đèn trần chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Có cửa sổ chỗ ra bên ngoài luôn á, rất là thông thoáng luôn nha. Và bên trong phòng ngủ này cũng giống y chang tầng dưới luôn. Mình cũng có giường ngủ và đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong phòng rồi. Nhà này chúng ta chỉ cần mua về sách vali vở thôi. Và Hằng đi xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà nha các nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt 3 lầu, với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 20m. Nhà mình với khuôn đất công nhận đủ là 76m2. Nhà thì có hai cửa ra vào, một cửa là hướng đông, một cửa là hướng bắc. Công năng rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô,
mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh. Bên trên là đặc biệt được gia chủ mình có thiết kế phòng karaoke nè, phòng xông hơi, phòng chăm sóc da rất là to luôn á. Và nhà thì có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn. Em tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nha. Không gian khu vực lầu 3 của gia đình mình, nhà ngay căn gốc cho nên nằm ngay phía cầu thang uốn lượn của mình. Gia chủ có thiết kế ô cửa sổ ở bên ngoài luôn á, quá tuyệt vời luôn nè. Đây, cùng em chúng ta nhìn ngắm đa dạng bao quanh góc nhà để chúng ta cùng tham quan luôn nha cả nhà. Bên trên phía không gian khu vực lầu 3 nè, lầu 3 là lầu cuối cùng rồi, gia chủ mình có ốp những cái lam nhà giàu gỗ đèn trần chiếu sáng. Đây, hàng này tiếp tục di chuyển lên trên để chúng ta cùng tham quan. Khoảng không gian phía trước thì được gia chủ thiết kế làm phòng karaoke, phòng thờ đầy đủ luôn nha. Đó, mình có tấm rương trang trí nè, đối diện khu vực thang máy và phòng karaoke rất là to luôn cả nhà. Chúng ta có bộ dàn loa âm thanh đầy đủ rồi, tivi nè, kèm sofa, bàn trà, ghế ngồi đầy đủ luôn á. Mảng tường thì gia chủ mình ốp những cái lam nhựa và gỗ nha, có tủ trưng bày, tủ để rượu luôn. Bên chân trần của mình thì gia chủ thiết kế là máy lạnh âm trần á cả nhà. Đó, có đèn chiếu sáng nhìn rất là nét luôn á. Căn này mà mua về chúng ta chiêu ngay chính ngôi nhà của mình luôn. Có không gian phòng karaoke nè, tủ để rượu, tủ trưng bày đầy đủ luôn á. Đó, có rượu bên trong luôn nha. Căn này mà mua về an cư sinh sống, nghỉ dưỡng phải nói là quá tuyệt vời luôn. Mình nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn. Em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng phía trước nè. Không gian khu vực phòng thờ của mình được gia chủ có thiết kế một cái lối cửa đi phòng riêng biệt cho cả nhà. Mình đóng cửa mở cửa vào đó. Đây, cửa đây. Cửa kính cường lực nè, màu hơi trà một tí. Phía trước thì gia chủ có thiết kế cho mình một cái tủ để rượu, tủ trưng bày đầy đủ luôn. Đó, và đây không gian khu vực phòng thờ nha, đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Phòng thờ ông bà tổ tiên tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Và mình có khu vực ô cửa nè, chỗ ở phía trước nè cả nhà. Bàn thờ ông thiên đầy đủ luôn á. Ban công thì chỗ ra khoảng chừng 8 tấc cho đến 1 mét nha. View ra khu nhà ở hiện hữu hết rồi, vô cùng an ninh luôn. Khu này thì sát bên trung tâm ngã năm luôn rồi, chúng ta di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Tọa lạc tại trục đường Nguyễn Văn Khối, thuộc trung tâm phường 11 quận Gò Vấp nha cả nhà. Đó, cùng em chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa không gian khu vực phòng karaoke của gia đình mình. Đầy đủ hết rồi, chúng ta chỉ cần mua về sách vali vở thôi. Đây, từ phía bên này là mình nhìn ra bên đây nha. Đó, có những cái phiêu chỉ làm điểm nhấn. Xong sau đó mình sơn nước sơn tường màu trắng vào, nhìn vô cùng nét luôn á. Đây, mảng tường này thì gia chủ mình dán giấy dán tường nha, màu kem, màu vàng kem nè. Hàng nên tiếp tục di chuyển cái không gian này cũng rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Chỉ có màn nghỉ dưỡng thôi. Phòng xông hơi cực kỳ to, có bồn tắm nằm luôn á, máy chạy bộ, phòng tập thể dục thể thao nè. Đó, đẹp chưa. Bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn chùm nha. Chúng ta có bồn tắm nằm, bồn tắm sục, phòng xông hơi, máy tập thể dục, cũng như là khu vực cửa sổ chỗ ra ngoài, ban công chỗ ra phía trước luôn. Đây, mình có ghế ngồi nè, kèm tivi, tủ quần áo đầy đủ hết rồi. Gia chủ sử dụng là toàn bộ chất liệu gỗ là gỗ đỏ nha cả nhà. Và có phòng sân phơi đầy đủ luôn á, khu vực phòng giặt sấy đây. Phòng giặt sấy nè, gia chủ khóa lên rồi cả nhà ơi, em không có chìa khóa ở đây nha. Đó, khu vực sân phơi của mình khoảng chừng 2 mét nha cả nhà, 2 mét vuông á. Đó, mình phơi đồ ngoài này cũng rất là tiện luôn. Và không gian khu vực phòng xông hơi của mình bên trong đây, tuyệt vời chưa. Phòng xông hơi đầy đủ luôn nha. Đây, khu vực bồn vệ sinh riêng biệt luôn á, gạch ốp phun trần rất là sạch sẽ luôn. Bồn tắm sục nè, bồn tắm cực kỳ to luôn á. Đó, nhà này chỉ có mà mua về an cư sinh sống và nghỉ dưỡng thôi. Giá nhà gia chủ đang rao là 14 tỷ, sau đây cả nhà 12 tỷ 450 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình nữa. Khoảng không gian khu vực phòng xông hơi nè, mình có ban công chỗ ra phía trước luôn nha. Đó, quá tuyệt vời luôn. View thì vô cùng thoáng luôn rồi. Gia chủ mình có trồng cây xanh phía trước nè.
Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em xin chào, chúng ta thương lượng trực tiếp chủ nhà. Và trước khi kết thúc video, em xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt, 3 lầu, căn gốc hai mặt tiền đường, một căn biệt thự villa phố. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 20m, khuôn đất công nhận đủ là 76m2, thuộc hướng chính hướng đông vượng bắc. Công năng sử dụng rộng, phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô. Bên trên gồm 4 phòng ngủ mình, và đặc biệt đó là nhà mình có thiết kế phòng karaoke, phòng thờ, phòng giặt sấy, phòng xông hơi, phòng tập thể dục thể thao, đầy đủ luôn. Căn này chúng ta chỉ có mua về an cư sinh sống và nghỉ dưỡng thôi. Gia chủ thì đang rao bán cho ngôi nhà này với giá bán là 12 tỷ 450 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình nữa. Đó, và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Hôm nay thì chỉ còn 1-2 ngày nữa là đến Tết rồi, mình lại đón giao thừa bước qua năm mới 2023. Hằng Ni thật sự rất là trân trọng tình cảm của khách hàng mình, luôn ưu ái và đón xem video của em. Và em xin kính chúc cô chú anh chị mình và đại gia đình của mình đón chào năm mới 2023 tràn đầy sức khỏe, an yên, an vui, hạnh phúc, cũng như là vạn sự hạnh thông nha cả nhà, mọi điều như ý, công việc thăng tiến. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho em nha. Và nhớ đón xem những video tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni cùng Hằng Ni. Em xin chào tạm biệt cả nhà mình. Bye bye.